Hi xin kính chào quý vị chào mừng uh, tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại kênh youtube của tiến trong các bản tin ngày hôm nay vậy là ngày hôm qua uh, chúng ta đã biết được uh, cái câu trả lời của viện kiểm sát thì thật sự khá là bất ngờ cũng giống như là đem lại một cái sự mà uh, uh, buồn cho những người mà yêu mến uh, 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 siêu ô nguyễn phương hằng và theo dõi cái câu chuyện đến ngày hôm nay thì uh, thay vì là viện kiểm sát sẽ khởi tố CEO Nguyễn Phương Hằng và mọi người đang chờ xem cái phiên tòa diễn ra nhưng mà uh, chúng ta lại phải tiếp tục chờ đợi nữa rồi đó là viện kiểm sát đã yêu cầu là trả hồ sơ uh, vụ bà Nguyễn Phương Hằng và tạm giam thêm 2 tháng để điều tra thì uh, sau khi mà cái thông tin này được chia sẻ trên mạng xã hội được báo chí chia sẻ thì uh, rất là đông nhiều người có nhiều cảm xúc khác nhau à, nhiều người yêu mến à, cô nguyễn phương hằng sẽ thấy là tiếc nuối còn những người mà không yêu mến thì à, lại một lần nữa phủ phê và cười trên à, hơi đau của người khác thì thật sự ra à, 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 quý vị khán giả cũng đừng có quá buồn ha nhiều khi đó cũng là một cái mà điều mà để cơ quan chức năng họ rà sót lại cả những vụ việc liên quan tới CEO Nguyễn Phương Hằng và điều tra cũng giống như xử lý triệt để tất cả những người có liên quan trong vụ việc này à, không chỉ riêng uh, CEO Nguyễn Phương Hằng mà có thể là thêm những người mà người ta sẽ điều tra trong vòng giả sử như từ khi mà CEO Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam tới giờ thì những cái đối tượng nào vẫn đang trục lợi trong cái câu chuyện drama này vẫn đang lên vu khống vẫn đang lên để mà chia sẻ những thông tin À, không đúng sự thật liên quan tới à, drama của siêu nguyễn phương hằng đúng không quý vị à, bây giờ thì chúng ta nghĩ theo một cái hướng đó thì, à, thì vậy là cơ quan chức năng họ sẽ có hai tháng nữa để mà điều tra về vấn đề à, liên quan tới siêu nguyễn phương hằng và đặc biệt là cái này thì lần này thì nó khác những lần trước quý vị lần này khác những lần trước là như thế nào lần này thì nó không có cụ thể là trả hồ sơ về vấn đề gì mà chỉ nói một cách chung chung giống như những cái lần trước thôi ha giống à, như, như nói chung là như lần đầu trả hồ sơ đó, thì yêu cầu thứ nhất là điều tra về vấn đề đồng phạm thứ hai là về vấn đề mà gặp hồ sơ với à, công an tỉnh bình dương để mà xử lý một lần triệt để ha thì lần này thì có báo thì viết như thế này có báo thì viết như thế kia vì đâu đây là một cái tờ báo thì ở đây là kênh 14.vn thì họ có viết ra là lý do bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam thêm 2 tháng. Đó. Thì ngày 29 tháng 11, công an phố Chương Biết cho biết vừa ra quyết định tạm giam thêm 2 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng sinh năm 1971, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích thực pháp của tổ chức cá nhân nguồn tin của báo lao động xác nhận sau khi viện kiểm sát nhân dân thành phố hồ chí minh trả hồ sơ lần hai yêu cầu điều tra điều tra bổ sung một số những vấn đề liên vấn đề quan trọng à, thì chúng ta chỉ biết nè một số báo ghi như đây thôi yêu cầu điều tra bổ sung một số những vấn đề quan trọng thì không biết vấn đề quan trọng ở đây là gì hả à, vị dạ ha có nhiều nó có nhiều báo thì biết rằng là điều tra mở trọng thêm những cái vấn đề giống như là đồng phạm rồi ekip rồi những youtube youtuber À, cũng có người cho rằng là một số vấn đề quan trọng thì có những cá nhân cũng lên công kích Bà Nguyễn Phương Hằng cũng phải cần phải điều tra để mà xử lý triệt để một lần luôn Đúng không? À, tại vì à, trước đây thì họ họ lên họ họ cho rằng là CEO Nguyễn Phương Hằng là có những lời nói thiếu văn hóa trên mạng xã hội Nhưng mà cái đó là vấn đề mà liên quan đến pháp luật thì CEO Nguyễn Phương Hằng đang bị điều tra à, Cũng giống như đang bị tạm giam thì đâu còn nữa đâu đúng không? Thì vẫn đâu có lên mạng nữa đâu nên sẽ từ cái lúc mà bị tạm giam nó sẽ không còn nữa nhưng mà một số những người này vẫn lợi dụng cái câu chuyện drama này có thể là xuyên tạc này kia làm ảnh hưởng đến uh, cơ quan chức năng, ảnh hưởng đến tình hình trật tự thì họ thì cơ quan chức năng có thể là này trả hồ sơ để mà điều tra luôn những cái vụ việc này chẳng hạn. Đó quý vị ha. Đó. Thì công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh tiếp tục tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng. Trước đó trong quá trình tạm giam, con trai bà Nguyễn Phương Hằng là ông Nguyễn Quang Tấn sinh năm 1990, ngụ tại quận 7 Hồ Chí Minh đã gửi đơn đến viện kiểm sát nhân dân Hồ Chí Minh và công an Hồ Chí Minh nộp 10 tỷ để bảo lãnh cho mẹ mình tại ngoại. Tuy nhiên, đơn của ông Tấn không được chấp nhận. Vậy là tới thời điểm này là chúng ta đã biết chính xác là cái đơn của anh Tấn là không được chấp nhận hay ha quý vị ha. Thì theo kết luận điều tra bổ sung, bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội như YouTube, Facebook để công kích xúc phạm uh, nhân phẩm nhiều cá nhân mặc dù cơ quan chức năng đã có những lời cảnh báo nhưng bà Hằng không dừng lại mà còn có những cái lời lẽ thô tục trên mạng xã hội để chửi bới xúc phạm danh dự nhân phẩm của nhiều người thì bên cạnh khởi tố tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, công an Hồ Chí Minh mở rộng điều tra làm việc với các cá nhân như ekip hỗ trợ kịch bản nội dung cho bà Hằng chửi trên sóng livestream làm việc với các youtuber phát sóng trực tiếp mỗi khi bà Hằng lên sóng làm việc với các luật sư à, tham gia những buổi công kích trực tiếp của bà Hằng trên mạng xã hội Liên quan tới vụ việc ca sĩ à Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vi Oanh, ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo pháp luật Hồ Chí Minh, bà Đặng Hi Hằng Ni, công tác báo Sài Gòn Giải Phóng cùng một số người khác có đơn yêu cầu xử lý bà Nguyễn Phương Hằng. Thì quý vị cũng đã thấy ha, ở khúc này thì nó nói hơi rõ nè. Bên cạnh khai tố tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng thì công an thành phố Hồ Chí Minh cũng mở rộng điều tra làm việc với các cá nhân như ekip hỗ trợ kịch bản nội dung cho bà Hằng. Uh, chửi trên sóng livestream, làm việc với các youtuber phát sóng uh, uh, và làm việc với các luật sư tham gia những buổi công kích uh, trực tiếp của bà Nguyễn Phương Hằng. Vậy là theo cái tờ báo kênh 14 này thì cho rằng việc mà cơ quan chức năng họ trả hồ sơ là về vấn đề thứ nhất là gì? Làm việc với tất cả những ekip mà đã hỗ trợ cho bà Nguyễn Phương Hằng uh, có vấn đề đồng phạm hay không và làm việc với các youtuber đã tiếp sống ở những cái livestream của bà Nguyễn Phương Hằng và làm việc với uh, những người mà tham gia livestream với show uh, Nguyễn Phương Hằng đó là giống như ai giống như thầy quân người uh, luật sư Nguyễn Đình Kim ha. thì chắc hẳn rằng là cơ quan chức năng họ cũng đã làm việc với những người này rồi thì uh, cũng uh, phải đang chờ Nói chung là bây giờ là uh, phải đang chờ uh, cái kết quả từ việc mà giám định uh, những cái buổi livestream đó có vấn đề đồng phạm hay không thì chúng ta phải chờ hả vị ha vì, uh, thì ở một cái tờ báo khác thì lại viết là viện kiểm sát của nhân trả hồ sơ lần hai vụ án Nguyễn Phương Hằng thì nó cũng y như vậy hả vậy ha đây để. còn một số những cái tờ báo nữa. như báo xin thì họ lại nêu cái 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 vấn đề luôn lý do trả hồ sơ luôn thì trả hồ sơ lần hai để làm rõ vai trò đồng phạm trong cái vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng ha. Thì không biết là cái nguồn tin riêng của báo này à, Đến từ đâu ha thì, thì mình thấy rằng một số người ta báo thì cho rằng là Chả sao điều tra một số những vấn quan trọng Thì không có nêu ra là điều tra về vấn đề gì Thì nhưng mà báo xin thì họ lại cho rằng là Để làm rõ vai trò đồng phạm à, Thì quý vị biết rồi vai trò đồng phạm thì à, Đang chờ cái kết quả giám định ha quý vị ha Thì nội dung nó cũng y như vậy thôi à, Khác cái là À cơ quan chức năng trả hồ sơ lần hai bà Nguyễn Phương Hằng để điều tra bổ sung thôi đâu đối với nè thì cái vấn đề này vẫn đang chờ ha vị ha à, đối với các nhân có liên quan tham gia giúp sức cho hoạt động của Nguyễn Phương Hằng cơ quan chức năng đã trưng cầu giám định các nội dung liên quan nhưng chưa có kết quả khi có kết quả sẽ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật thì chắc hẳn là cơ quan chức năng họ cũng đang chờ kết quả này còn đối với nhà, cá nhân sử dụng YouTube để chia sẻ những thông tin liên quan tới Nguyễn Phương Hằng nhằm mục đích câu like tăng thu nhập, cơ quan công an, cơ quan điều tra, công an TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị chức năng có liên quan sẽ xác minh làm rõ nhằm xử lý. thì từ khi mà CEO Nguyễn Phương Hằng bị bắt hồi tháng 3 thì nhờ, hai cái vấn đề này à, luôn được đặt ra ha là à, việc mà đồng phạm cái thứ hai là xử lý những YouTuber ha thì à, cũng 8 tháng rồi thì chắc hẳn rằng, rằng à, cơ quan chức năng họ cũng đã có những cái à, điều tra ban đầu và đưa ra kết luận mới đưa lên bị kiểm sát khởi tố ha à, chúng ta không biết giờ đây thật sự giờ không biết mà chia sẻ với quý vị sao nữa cảm giác nó rất là à, hơi buồn ha vị ha nhưng mà buồn phải chấp nhận bây giờ nghĩ nghĩ thì bây giờ chúng ta phải nghĩ tích cực lên ha à, chứ không được nghĩ tiêu cực ha vị ha và đây là cái thời điểm mà rất là quan trọng À, mọi người hãy nên hết sức bình tĩnh ha chúng ta ủng hộ ủng hộ siêu ông Nguyễn Phương Hằng là ủng hộ những cái việc mà cô đã làm giúp đỡ cho người cho giúp đỡ cho nhiều người dân ví dụ như làm cầu đường làm uh, trường học xây chùa rồi trong cái vụ việc mà Covid 19 chín vừa qua đã cho oxy miễn phí rất là nhiều những cái việc tốt cô đã làm ha. Vậy, vì thế nên mới bị nhà hết sức là bình tĩnh chúng ta ủng hộ chứ chúng ta không thể mất bình tĩnh không được lên uh, nói phản biện hay là làm những cái gì mà gây gối trật tự để mà ảnh hưởng tới cái việc của CEO Nguyễn Phương Hằng ha thì đó cũng là lý do mà tại sao em ít chia sẻ mỗi khi mà có những cái tờ báo mà chính thống ra những vấn đề liên quan hãy uh, chia sẻ vậy thì mới là tốt ha đó, thì uh, còn cái tờ báo này là báo VTC thì uh, họ cũng đưa cái tiêu đề là trả hồ sơ để làm rõ vai trò đồng phạm. Vậy có thể nói rằng là đợt này thì à, à, có thể rằng cơ quan chức năng, viện kiểm sát nhân dân phố Hồ Chí Minh là trả hồ sơ để mà điều tra về vấn đề đồng phạm ha, để tiếp tục điều tra xem có sót gì hay không. Đây báo này thì báo Việt Nam Net thì họ cũng chỉ để dành thêm hai tháng và điều tra và trả hồ sơ lần hai thôi. họ có 29 tháng 1, nguồn thông tin cho hay lần trả hồ sơ này đã yêu cầu điều tra bổ sung viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đề nghị làm rõ vai trò của một số người có vai trò đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng. Rồi thì đây là báo của tuổi trẻ. thì theo nguồn tin của tôi trẻ online là xác nhận cơ quan cảnh sát điều tra công an Hồ Chí Minh tiếp tục tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng 2 tháng để điều tra bổ sung theo yêu cầu của viện kiểm sát nhân dân. À, đây là lần thứ hai viện kiểm sát cho quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án này. quý à, Thì nó không ghi rõ. Đó thì đây là một số những cái thông tin uh, liên quan tới cái vụ việc của CEO nguyễn phương hằng ha. đó thì tiến uh, cũng đã chia sẻ đến cho quý vị dù bây giờ là điều tra về một cái vấn đề gì thì uh, tất cả chúng ta hãy bình tĩnh và hãy uh, thượng tôn pháp luật nha quý vị ha đừng có quá khích hay là đừng có bức xúc hay là đừng có một cái vấn đề gì mà uh, gây ảnh hưởng tới cái câu chuyện này thì không có tốt ha đó mặc kệ ai nói gì nói nhưng mà quan trọng là pháp luật uh, cơ quan chức năng họ điều tra và họ ra kết quả mới là chính xác nhất Ở đây là điều tiến mong muốn à, và tiến sẽ tiếp tục chia sẻ khi có những cái thông tin mới gửi đến cô chú anh chị thêm một lần nữa cũng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo bye bye và hẹn gặp lại